các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Duy, sống ở bạn Kim Võ. Và hôm nay mình làm lần đầu tiên mình quay video để đăng lên YouTube. Và hãy mong các bạn ấn thật nhiều like và nhớ ngày mai hãy xem mình làm món Dora, bánh tráng Doraraki ở Tokyo nhé. Bye bye.